chào tất cả các bạn. Bộ ổ khóa của xe Charlie 84 các bạn. Đây, khóa điện nè. Đây, khóa điện. 6 dây các bạn. 6 dây luôn. Khóa yên. Khóa cổ. Dìa của nó là số 28 này. Trên đây. Số 28 luôn. Đây. Số 28 nè các bạn. Nó hơi mờ quá các bạn không thấy. Bên đây. 28. Ở đây. Số 28 luôn ở đây. Đây đút vô kêu cạch cạch nha. Ổ khóa mở là nó phải kêu zin, nó phải kêu cạch cạch các bạn. Đây. Đó. Nó phải kêu mượt như vậy, zin là nó phải vậy mới được nha các bạn. Còn cái đây là ổ khóa này dặn nha, nó chạy này đó. Nó chạy cái cò. Hôm nay thì nó sẽ tụt cái cây này lên. Đó. Rất là mềm mà. Rất là mềm nha. Đó. Rồi. Cái này thì anh em gắn cho xe Charlie nha. Charlie đèn vuông. Charlie đèn vuông thôi. Charlie 84 thôi. Còn mấy cái 8 khác thì nó không có giống nè. Nó khác cái bát này. Cái này nó gắn vô trong đây nè. Thọt vào trong cái ổ nè. Đó. Rồi. Khóa nón và khóa yên đẹp nha. Khóa nón nè. Đẹp luôn nha các bạn. Khóa về nhờ đầy đủ nha. Anh em nào có nhu cầu ổ khóa của Charlie 84 thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì nhớ anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Không ship code nha anh em. Mọi thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp hoặc nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Còn nguyên cái sườn với cục máy bộ 4 món luôn các bạn. Cho anh em lên xe với linh kiện còn nhiêu đây. Cặp bánh nè các bạn. Đó còn nhiêu đó thôi các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng xe cấp.